Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, trong tháng 10, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Sau đây là ghi nhận tại quận Cầu Giấy. Ông Nguyễn Viết Vọng ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cùng với 500 người cao tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe toàn diện miễn phí ngay tại trạm y tế phường. Đoàn khám gồm cán bộ y tế của trung tâm y tế và một số cơ sở y tế, nhà thuốc trên địa bàn. Người cao tuổi còn được hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Tôi rất là vui và phấn khởi và rất mong muốn rằng là các cấp chính quyền, nhất là các cái cấp về y tế thường xuyên hơn nữa tới cộng đồng chúng tôi như thế này. Cái buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi chúng tôi như thế này thì chúng tôi thấy rằng là rất hữu ích, cũng có cái khám chuyên sâu mà rất hiệu quả và chúng tôi là những người cao tuổi mà những cái bệnh mà thường gặp. Từ đầu tháng 10 đến nay, tất cả 8 phường của quận Cầu Giấy đã khám sức khỏe cho gần 3.000 người cao tuổi, tập trung khám sức khỏe tổng thể, xét nghiệm đường máu, huyết áp, khám nội, tai mũi họng, răng hàm mặt và siêu âm. Người cao tuổi được khám sàng lọc, phát hiện các bệnh mãn tính thường gặp cho người có tuổi, nhất là trong giai đoạn giao mùa này. Đúng là người cao tuổi thì có bệnh thì cũng ngại đi và đi xa, cho nên được khám ở phường và được khám đầy đủ các cái bệnh thì chúng tôi rất là phấn khởi và cảm thấy rất vui mừng khi đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phường và trung tâm y tế quận. Chúng tôi cũng mong muốn là được các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa tới người cao tuổi chúng tôi, bởi vì là tuổi cao thì cũng mong là tuổi cao nhưng sức khỏe thì vẫn được đảm bảo. Từ giờ đến cuối năm thì trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như là truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của người cao tuổi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cũng như là các hoạt động khám kiểm tra sức khỏe định kỳ tại trạm y tế phường cũng như là ở phòng khám đa khoa của trung tâm. Cùng với quận Cầu Giấy, các buổi thăm khám tư vấn y tế và tặng quà cho người cao tuổi như thế này sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn thành phố, tiếp tục cụ thể hóa chính sách sự quan tâm của thành phố, ngành y tế thủ đô, các địa phương đối với người cao tuổi.